Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Cô Giáo An Học Online miễn phí. Thì hôm trước thầy trò chúng ta đã đi xong cái bài 19 học. Chúng ta học về đây, hình hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành và hình thang cân. Thì hôm trước thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần lý thuyết rồi. Thì bữa nay chúng ta sẽ đi giải bài tập ở trong sách giáo khoa luôn nha các em. Trước khi giải bài tập thì chúng ta cần ôn lại một số cái tính chất của cái hình, những cái hình mà chúng ta học hôm trước. Thứ nhất là hình chữ nhật nè, thì chúng ta cần phải ôm lại cái tính chất. Đây, chúng ta đọc cái phần nhận xét này nè các em. Hình chữ nhật nè, thì trong hình chữ nhật bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ, các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau. Đó, phần này chúng ta cần nắm nha, để chúng ta áp dụng nó, chúng ta làm bài tập. Rồi, tiếp đến là phần hình thoi. Thì chúng ta đọc cái nhận xét của nó nè. Hình thoi, nhận xét nè: trong một hình thoi bốn cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau, các cạnh đối song song với nhau và các góc đối bằng nhau. Rồi, tiếp đến hình bình hành các em. Hình bình hành thì nhận xét: trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, các cạnh đối song song với nhau, các góc đối bằng nhau. Các em ôm lại cái tính chất của nó cho mình nhớ luôn nha các em. Tiếp đến là hình thang cân. Thì trong hình thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai cạnh đáy song song với nhau và hai góc kề một đáy bằng nhau. Rồi, chúng ta đi vào giải bài tập luôn. Này các em, đọc bài 4.9. Bài 4.9. Đây. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng 6 cm và một cạnh bằng 4 cm. Rồi, bài 4.9 các em. Rồi, bây giờ ta vẽ ra trước. Hình chữ nhật. Bây giờ một cạnh bằng 6 cm, đó là cạnh, nó là chiều, chiều dài đó các em, chiều dài của hình chữ nhật. Còn 4 cm là chiều rộng. Thì mình sẽ vẽ cạnh 6 cm. Đây. Con này thì cho nó là A, B 6 cm và cạnh 4 cm. Rồi, chúng ta vẽ thêm cạnh 4 cm nữa. Các em nhớ là góc này là góc vuông nên chúng ta sử dụng thước eke để chúng ta vẽ lên nha các em, đảm bảo là cho nó vuông. Đó, 4 cm. Ta vẽ lên một cạnh 4 cm. Đây là 4 cm này. Rồi, bên này chúng ta cũng vẽ một cạnh 4 cm. Này các em, chấm trước một điểm đây để chúng ta có một đường thẳng đã. Đường thẳng vuông góc. Đó, chúng ta chấm ở đây. Xong rồi chúng ta đo lên. Chúng ta nối nó lại hai điểm này thành một đường thẳng và đúng 4 cm lại. Thấy không? Rồi, chúng ta nối hai điểm này lại là chúng ta được hình vuông rồi. Rồi đó các em. Thì có AB, đây là C và đây là D. Có hình vuông ABCD. Đây, vẽ hình vuông. Đây chúng ta ghi là hình vuông. À, hình chữ nhật chứ các em, thầy xin lỗi. Hình chữ nhật. ABCD có AB bằng 6 cm. Này là
AB bằng 6 cm và BC bằng 4 cm. Đây, 6 cm. Đây là 4 cm. Rồi, tao hoàn thành xong bài 4.9. Ok. Các em sang bài 4.10. Vẽ hình thoi cạnh 4 cm. Chấm 10 này các em, vẽ hình thôi. Vẽ hình thôi cạnh 4 cm. Thì đầu tiên hôm nay thầy sẽ vẽ theo cái cách mà chúng ta dùng compa nha. Cái cách này thì nó sẽ nhanh và dễ hơn, nó sẽ chính xác hơn nữa. Đây, chúng ta vẽ 4 cm. Thì đầu tiên là chúng ta vẽ một cái đường thẳng trước. Đó, chúng ta sẽ lấy một cái đường thẳng trước. Thì ví dụ như đường thẳng này đi. Nó là đây. 5 cm. Rồi. Đây. Cạnh 4 cm thì chúng ta sử dụng compa. Chúng ta sử dụng compa các em. Đó, chúng ta sử dụng compa thế này, chúng ta mở compa ra đúng 4 cm. Nè các em, đúng 4 cm. Đó, rồi, ok. Sau đó là chúng ta vẽ hai cái cung tròn, bốn cái cung tròn. Đó, chúng ta vẽ, chúng ta sử dụng tâm là một điểm, hai điểm của cái đường thẳng chúng ta vẽ ở đây, chúng ta vẽ lượng một cung tròn và chúng ta chấm bên này. Chúng ta vẽ cung tròn còn lại đây, được một giao điểm giữa hai cung tròn. Đây là một đỉnh, bên này cũng vậy, chúng ta chấm là chúng ta vẽ ở đây, đó, được một cung tròn và chúng ta vẽ ở đây, đó, chúng ta được hai đầu. Rồi tiếp theo là chúng ta nối, chúng ta nối hai cái điểm này với nhau. Chúng ta nối hai cái đầu mút của đường thẳng này lại với hai điểm mà chúng ta vừa tạo được từ hai cung tròn. Đây, em nối lại với nhau các em. Cách này thì nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn. Đó. Rồi, đây chúng ta được một cái hình thoi. Thầy đặt nó là A, B, C và D. Cạnh này 4 cm. Cạnh này cũng 4 cm. Và cạnh này cũng vậy. Các em có thể lấy thước đo này, các bạn sẽ thấy chắc chắn là 4 cm. Thấy không? Đó. Đây cũng vậy nè. Đó, rồi. Chúng ta ghi nó vào thôi, hình thoi. ABCD có AB bằng BC bằng CD bằng DA bằng 4 cm. Rồi, ok, xong bài 4.10 nha các em. Đây, rồi ta tiếp tục sang bài 4.11. đây, bài 4.11 là đề bài yêu cầu là vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm và một cạnh bằng 3 cm. Thì vẽ hình bình hành. Đây, 6 cm và một cạnh bằng 3 cm. Thì chúng ta vẽ ra cạnh 6 cm trước nha. Thầy sẽ vẽ ra cạnh 6 cm trước. Đây, mình ghen thêm 6 cm đây. Rồi tiếp đến là một cạnh 3 cm, là chúng ta vẽ lên một cạnh 3 cm thôi em. Này, 3
Đúng 3 cm. Rồi. Ở đây cái cạnh này nó phải song song với cái cạnh 3 cm này nè các em, nó phải song song với cái cạnh này. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái thước Eke. Đó các em thấy không đó? Đây. Chúng ta kẻ lên một đường vuông góc với cái cạnh này. Đây chúng ta kẻ sơ sơ một đường vuông góc với cạnh này thôi. Đây chúng ta kẻ lên đây. Này, tôi kẻ lên. Đây vuông góc với cái cạnh này. Và từ cái đường từ ở đây chúng ta kẻ một đường cũng vuông góc với cạnh này. Các em đây, chúng ta kẻ lên một đường cũng vuông góc với cái cạnh. Cái cạnh chúng ta kẻ nè, cái đường thẳng này nó vuông góc với cái cạnh này. Và cái đường thẳng từ cái điểm ở mút bên này nó cũng vuông góc với cái nó sẽ vuông góc với cái cạnh mà nó vuông góc với cái cạnh này các em. Và cái cạnh này thì hai đường này sẽ song song với nhau, bởi vì hai đường thẳng song song nó sẽ cùng vuông góc với một đường thẳng đó. Rồi chúng ta kẻ lên này, các em kẻ từ điểm này lên một đường thẳng, xem thấy không đó. Rồi cái đường thẳng này nè, chúng ta dựa trên cái đường thẳng này chúng ta lấy đúng 3 cm, đúng 3 cm em. Đây chúng ta lấy lên, kẻ lên đúng 3 cm luôn, em thấy không đó, 3 cm. Và chúng ta được cái điểm này, bên này chúng ta có cái điểm này. Tiếp theo là chúng ta nối hai điểm này lại. Ok em, chúng ta nối lại. Rồi chúng ta được một hình bình hành AB CD. Chúng ta mà vẽ như vậy thì cái hình bình hành nó rất là chuẩn các em. Hai cạnh đối nó sẽ song song với nhau. Đó. Rồi hình AB, hình bình hành ABCD. Có AB bằng 3 cm, AD bằng 6 cm. Rồi đây một cạnh bằng 3, một cạnh bằng 6. Đây chúng ta có đây. Đây cạnh này bằng 6 cm, cạnh này bằng 3 cm. Rồi chúng ta xong bài 4.11 các em. Rồi ta đi sang bài 4.12. Em đọc đề này. Hãy kể tên các hình thang cân hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau. Đây là một hình lục giác đều, hình thang cân. Thì chúng ta có hình thang cân nào các em? Hình thang cân đây nè, chúng ta xem nè. Đây là một hình ABCD. ABCD nè, hình thang cân. Đó. Và BCDE. Rồi tiếp đến CDEB. Rồi DEFA. Và EFAB. Rồi chúng ta điền ra các em. Chúng ta điền từ từ theo cái thứ tự nó tăng dần thôi bây giờ. Này A rồi đến B rồi đến C. Thì ta có nè, hình thang đầu tiên là ABCD. Đây, chúng ta ghi ra các hình thang cân tức là ABCD đến BCDE. Đây BCDE. Tiếp đến là CDE. CDEF. CDEF. Rồi DEFA. DEFA. Tiếp đến là EFAB. EFAB. Và cuối cùng đây, cuối cùng đây FABC. Rồi hết chưa các em?
Nếu mà chúng ta quay lại A thì nó lại trùng với ở đây rồi, nên chúng ta đã hết rồi. Rồi tiếp theo là hình chữ nhật có trong hình lục giác đều xong. Rồi các em xem có hình chữ nhật nào nè. Ta có lại hình chữ nhật nào các em? A, B, D, E nè. Đây là một hình chữ nhật A, B, D, E. Rồi B, C, E, F là một hình chữ nhật. C, D, F, A. Đó. Các hình chữ nhật. Có nè. A, B, D, E. Rồi, tiếp đến là B, C, E, F. Rồi. Rồi, C, D, F, A. Hết cho các em. Rồi, hết rồi nha. Chúng ta có 3 hình chữ nhật. Xong. Xong bài 4.12 các em. Đây. Rồi, ta sang luôn bài 4.13. Cái bài hình này thì phần lý thuyết nó khá là dài, nhưng mà phần bài tập nó cũng không có khó lắm nha các em. 4.13 này. Đây. Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm Y. Đây. Sử dụng comba hoặc thước thẳng để kiểm tra xem điểm Y có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không. Trung điểm là sao các em? Đây, điểm Y có phải là trung điểm không? Thì điểm Y, cái trung điểm này nè, thì nó đang nhắc tới là điểm Y. Khi mà điểm Y là trung điểm của AC á, thì điểm Y nó sẽ cách đều A và C. Có nghĩa là trên đường thẳng AC, điểm Y nằm chính giữa A và C. Cũng có nghĩa là IA bằng IC đó các em. Đó. Người ta ý là trung điểm, người ta có hỏi là Y, IA có bằng IC không? Hay là Y có nằm chính giữa của A và C hay không? Đó, bây giờ chúng ta xem nè. Dùng comba hoặc thước thẳng. Thì thầy sẽ dùng comba nha các em. Để chúng ta xem nè. Xét trên đoạn thẳng AC trước nha. Thì ta có AC này, IA và IC có bằng nhau. Chúng ta dùng comba để đo cho nó nhanh các em. Đây. Các em thấy không? Đây, chúng ta chấm vào đây. Đó. Rồi chúng ta so cho này thử coi. Rồi chúng ta thấy là IA nó bằng IC nè các em. Rồi chúng ta tiếp tục đo bên IB. Đó. IB nó cũng bằng ID nè. Vậy chúng ta ghi vào thôi. Ta thấy trong hình bình hành AB CD, đó, điểm Y là trung điểm của đường chéo AC đó, và là trung điểm của đường chéo BD. Có nè. Ở đây thì chúng ta có thể ghi thêm là Y A bằng Y C và Y B bằng Y D các em. Đó. Đây. 4.13. Rồi xong. Ta sang bài 4.14. Đây. Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh, ghép bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật. Vẽ và cắt hình thoi.
Bây giờ thầy sẽ vẽ luôn. À, thầy sẽ cắt luôn khỏi cần vẽ nha các em. Tại vì cái cắt hình thoi nó cũng rất là dễ. Thầy sẽ cắt luôn. Bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta tạo ra một cái hình chữ nhật trước này. Thầy sẽ tạo cho các em một cái hình chữ nhật trước. Này. Chúng ta có một hình chữ nhật này, chúng ta sẽ cắt cái hình thoi từ cái hình chữ nhật này. Đây, mảnh giấy hình chữ nhật đây các em thấy. Rồi, đầu tiên là chúng ta ghép đôi mảnh giấy này lại. Ta ghép đôi cho các mép này nữa các em, nó chạm với nhau nha các em, nó chạm vừa chạm đúng với nhau, trùng mép với nhau. Đó, được như thế này. Rồi, tiếp tục chúng ta gấp đôi cái tờ giấy này lại nữa. Rồi, chúng ta sẽ kẻ một đường tại cái cạnh mà không có nếp gấp này các em. Đây, chúng ta sẽ kẻ một đường ở đây. Thầy sẽ cắt như thế này nha. Đây, nó sẽ được một đường như thế này. Các em cắt và chừa lại cái cạnh, cái cạnh mà nó có cái nếp góc á. Rồi, sử dụng kéo để cắt. Đây, chúng ta cắt nó ra như thế này. Đây, cắt theo đường chéo này nè các em. Đó, khi đó chúng ta mở cái tờ giấy này ra. Mở ra các em, đây chúng ta được một cái hình thoi nè. Các em thấy không? Chúng ta được một cái hình thoi như thế này. Và chúng ta kẻ hai đường chéo nó và cắt ra. Thì hai đường chéo này nó đang trùng với lại cái nếp góc của thầy. Các em thấy không? Đây, chúng ta có hai cái đường chéo như thế này. Ta cắt nó ra thôi các em. Thầy gấp đôi lại, thầy cắt nó nhanh nha. Đây, đây ghép bốn mảnh, nó cắt hai đường chéo được bốn mảnh. Một đường chéo nè, cắt dọc theo hai đường chéo ta được bốn mảnh luôn. Này, các em cắt dọc theo hai đường chéo thế này. Đó, được hai mảnh. Và bên này cắt hai mảnh nữa là được bốn mảnh. Rồi, có phải chúng ta được bốn mảnh như thế này không các em? Bốn mảnh như thế này. Rồi, mình ghép nó lại. Đây. Ghép bốn mảnh lại thành được hình chữ nhật nè. Đây, chúng ta ghép như thế nào? Ghép như thế nào các em? Đây. Đây bốn mảnh chúng ta sẽ ghép như thế này. Em thấy không? Đây bốn mảnh. Đây là hai mảnh. Chúng ta đừng hình chữ nhật như thế này. Nó sẽ ghép nó ra, để nó ra ghép nó lại. Đó. Đây một mảnh ở trên. Và đây một mảnh ở đây nữa. Khi mà chúng ta ghép nó lại nó sẽ được một hình chữ nhật. Đó các em thấy không? Nó được hình chữ nhật. Như thế này. Đó, đây là mảnh số 1, 2, 3 và 4.
Đó, nó sẽ được hình chữ nhật. Khi mà chúng ta ghép khít nó lại thì nó sẽ được một hình chữ nhật. Rồi. Cái này các em về nhà thực hành nha. Đây, 4.14. Rồi, ta sang 4.15. Đây. Bàn làm việc đa năng, hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép lại thành hình một chiếc mặt bàn làm việc như dưới đây. Rồi, cái này các em tự làm nha. Cái này thì cũng khá là dễ, các em tự làm phần này nha. Rồi. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các bài tập của bài số 19. Thì hôm sau mình lại tiếp tục phần bài tập trong sách bài tập nha các em. Thì trong quá trình học á, các em có không hiểu hay là thắc mắc chỗ nào thì chúng ta cứ để lại phần bình luận ở dưới phần bình luận của video này nha. Thầy cô trong nhóm sẽ giải đáp thắc mắc cho các em một cách nhanh nhất có thể. Rồi, ok. Tạm biệt các em, chúc các em học tốt.